Sau đây là những thông tin chi tiết. Thưa quý vị, sáng nay, ngày 10 tháng 3, giá vàng SJC trong nước hạ nhiệt về mốc 82 triệu đồng một lượng. Trái ngược với vàng SJC thì giá vàng nhẫn tròn trơn lại tiếp tục tăng vượt mốc 71 triệu đồng một lượng, lên mức cao nhất trong lịch sử. Công ty trách nhiệm hữu hạn Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 69,78 và 71,08 triệu đồng một lượng, tăng 50.000 đồng một lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra. Đây là mức giá cao nhất trong lịch sử của vàng nhẫn tròn trơn. Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết vàng SJC ở mức giá 79,5 và 82 triệu đồng một lượng theo hai chiều mua vào bán ra, giảm 200.000 đồng một lượng so với cuối phiên giao dịch trước đó. Giá nhẫn tròn trơn ở mức 68,35 và 69,6 triệu đồng một lượng mua vào bán ra. Thị trường vàng đang trong cơn sốt khi giá vàng liên tiếp tăng lên mức cao nhất trong lịch sử. So với cuối năm 2023, giá vàng đã tăng hơn 10 triệu đồng một lượng, giúp vàng nhẫn trở thành kênh đầu tư sinh lời hấp dẫn hơn đáng kể so với gửi tiết kiệm. Thưa quý vị, giá cà phê trên thị trường toàn cầu đang trải qua những ngày tăng chóng mặt. Hiện tại thì giá cà phê Robusta trên sàn London gần chạm ngưỡng 3.300 đô la Mỹ một tấn. Ở tại thị trường trong nước, mức giá thu mua cà phê đạt gần 90.000 đồng một kg. Đây là điều chưa từng xảy ra trong lịch sử ngành cà phê Việt Nam. Tuy nhiên, thị trường trong nước lại khá trầm lắng khi nguồn cung cà phê không còn nhiều, ghi nhận tại Đắk Nông. Đại lý Hùng Thắm trên địa bàn huyện Krông Nô cũng bất ngờ khi hàng chục năm thu mua nông sản, nhưng năm nay mặt hàng cà phê lại có giá cao kỷ lục. Tại Tây Nguyên, các đại lý đều cung ứng vật tư nông nghiệp cho người dân trước và thu lại chi phí sau khi thu hoạch, nên hầu hết người nông dân đã gom và bán hết sản lượng cà phê của mình. Đến thời điểm cà phê tăng giá như hiện nay, bà con lại không còn cà phê để bán. Thì bây giờ có cao lên 90 hay 100 mà người ta không bán, mình đâu dám bán. Đại lý đâu dám bán đâu, vì càng người ta gửi. Chứ mình cũng không có nữa. Chứ còn em cà của các đại lý thì hầu như là cũng bán lúc bảy mấy là trả cho các công ty hết rồi. Vì cái mình cũng chốt công ty cho nên cũng phải trả hết. Còn bây giờ chả có nữa. Còn bây giờ những cái đại lý mà bây giờ còn cà trong kho thì những cái người mà người ta còn một vài tạ và người ta để lại dăm tạ, ba tạ, một tấn thì là người ta để đó để dành cho con đi học. Thì người ta mới gửi lại đại lý, bây giờ đang còn thôi. Còn hầu như là bán hết rồi. Huyện Krông Nô là vùng trọng điểm cà phê của tỉnh Đắk Nông với hơn 25.000 ha. Các năm trước, sản lượng gần 68.000 tấn, nhưng do thời tiết bất lợi nên sản lượng cũng chỉ đạt 48.000 tấn. Mặc dù được giá cao, nhưng sản lượng lại sụt giảm. Trong năm nay là cà phê hầu như ai cũng mất mùa. Năm nay tôi có 1 hectare thì thu được gần 3 tấn. Nhưng mà năm nay là được cái giá. Nhưng trong thời điểm đấy là gia đình tôi bán có được 5 năm đến 5, 6. So với năm trước kia thì giá như vậy là thấy tốt hơn được rồi. Chúng tôi vẫn khuyến cáo bà con là kiểm tra để tiến hành tái canh những cái vườn cà phê già cỗi, những cái vườn cà phê chất lượng thấp mà để mà chuyển sang các cái vườn cà phê, các cái giống cà phê có chất lượng cao hơn và đảm bảo được cái nhu cầu sản xuất đời sống nó của cây cà phê nó tốt hơn. Một mặt nữa là khuyến cáo bà con là chúng ta không nên bán cà phê non, nên giữ lại những cái phở cà phê đảm bảo chất lượng, có cái dự trữ trong cái việc mà đầu tư cũng như là tái sản xuất sau này. Theo các chuyên gia, do sản lượng giảm cộng với nhu cầu tiêu thụ trong nước tăng lên, dự kiến lượng cà phê xuất khẩu của Việt Nam trong niên vụ 2023-2024 sẽ tiếp tục giảm xuống còn khoảng 1,4 triệu tấn. Tuy nhiên, do giá cà phê vẫn tăng cao nên khả năng kim ngạch xuất khẩu sẽ thiết lập kỷ lục mới, đạt 4,5 đến 5 tỷ đô la Mỹ. Bộ Công an vừa phê duyệt kế hoạch đấu giá biển số xe ô tô phiên đấu giá thứ 3 với hơn 188.000 biển số thuộc 63 tỉnh thành phố, dự kiến phiên đấu giá thứ 3 được niêm yết từ ngày thứ 2, 11 tháng 3 tới. Trong số hơn 188.000 biển số đấu giá lần này, nhiều nhất là Hà Nội với hơn 27.000 biển số, tiếp đến là thành phố Hồ Chí Minh với gần 18.000 biển số. Mức giá khởi điểm của một biển số xe ô tô đưa ra đấu giá là 40 triệu đồng. Theo Cục Cảnh sát Giao thông, qua 3 tháng tổ chức đấu giá biển số xe ô tô, đã có hơn 15.000 biển số đã được đấu giá thành công với tổng số tiền trên 2.000 tỷ đồng. Hàng ngày có vô vàn những tình huống giao thông được ghi lại, trong đó có các vụ sau va chạm giao thông, người trong cuộc cũng đã có những hành vi bạo lực. Không kiềm chế được hành vi cảm xúc, sẵn sàng chửi bới, thậm chí là lao vào hành hung đối phương mà không cần biết đúng sai. Chính cách hành xử của những người trong cuộc mới là điều đáng nói.
Vậy cần có cách ứng xử như thế nào khi tham gia lưu thông trên đường? Thì tôi có hành động là thò tay vào gạt điện thoại của đồng chí xuống. Xảy ra cái là qua dừng lại và dừng lại là có xảy ra xô xát. Bọn tôi là mất kiểm soát và vượt lên kia để đuổi theo, nhưng mà sau quá trình không đuổi theo thì lại có cái sự việc như vậy xảy ra. Bây giờ thì khi mà sự việc xảy ra xong rồi thì đã nhận thức được đầy đủ hành vi của mình vậy là sai. Bây giờ thì em vẫn suy nghĩ được các điều đó, nhưng mà cái lúc mà em nổi nóng em cũng thật sự là đã có không, em cũng không, em cũng nghĩ là em làm cái lúc đó là nó này. Sau khi ấy em suy nghĩ lại thì em thấy hận vì điều đó. Thì giờ con gái em không được gần bố mà. Sau những hành động mất kiểm soát, đây là những lời khai của các đối tượng trong vụ việc tài xế xe máy đánh người ở đường Vành Đai 2 trên cao và tài xế ô tô Mazda cầm dao chém xe buýt trên đường. Những hành vi cư xử không đúng chuẩn mực khi tham gia giao thông đều đã được cơ quan chức năng xử phạt nghiêm minh. Hành nghề lái xe đã gần một thập kỷ, anh Nghệ vẫn biết va chạm khi tham gia giao thông là điều không ai mong muốn. Thế nhưng hậu quả của những hành vi nóng nảy sau đó có khi còn dẫn tới hậu quả đáng tiếc hơn rất nhiều. Cái hành vi mà trêu nhau và đánh nhau đấy thì chắc chắn là không chấp nhận được rồi. Vì thật sự theo tôi tham gia giao thông thì cứ mọi người nên kìm nén một tí. Vì khi mà nóng nảy lên ấy, thì nó có cái sự hai bên nó sẽ là ẩu đả nhau, mà khi ẩu đả nhau thì thiệt thòi cho cả hai. Cần thiết phải đẩy mạnh cái văn hóa giao thông. Ở trong đó thì song song với giải pháp mà tuyên truyền giáo dục để mà hỗ trợ cho các cái đẩy mạnh cái phát triển văn hóa giao thông thì chúng ta cũng phải có những cái giải pháp liên quan đến siết chặt các cái công tác liên quan đến quản lý vi phạm. Có thể thấy việc xử lý các vụ việc giải quyết mâu thuẫn bằng nắm đấm khi tham gia giao thông để làm gương là rất quan trọng. Đó cũng là lời cảnh tỉnh đến một bộ phận người tham gia giao thông cần phải biết kiềm chế nóng giận khi lái xe trên đường. Thưa quý vị, theo nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia và Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam, đợt cao điểm về xâm nhập mặn ảnh hưởng đến nguồn nước ngọt tại nhiều địa phương vùng đồng bằng sông Cửu Long sẽ kéo dài từ ngày hôm nay, ngày 10 đến ngày 15 tháng 3 và đạt đỉnh vào các ngày từ ngày 10 đến 13 tháng 3. Và đây cũng là giai đoạn có độ mặn cao nhất trong tháng 3. Để chủ động ứng phó, Thủ tướng đã có công điện yêu cầu Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố, nhất là các tỉnh Bến Tre, Tiền Giang, Hậu Giang, Sóc Trăng, Trà Vinh cần chủ động bố trí nguồn lực, huy động lực lượng phương tiện tại chỗ, triển khai ngay các biện pháp cần thiết phù hợp nhằm đảm bảo nguồn nước ngọt phục vụ sản xuất và sinh hoạt của người dân, kiên quyết không để người dân bị thiếu nước sinh hoạt hoặc phải sử dụng nước sinh hoạt không đảm bảo chất lượng. Bộ Tài nguyên và Môi trường theo dõi sát diễn biến nguồn nước, dự báo cung cấp thông tin kịp thời về tình hình xâm nhập mặn. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ động chỉ đạo hướng dẫn các địa phương triển khai phòng chống thiếu nước xâm nhập, hạn chế ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp. Thưa quý vị, Tây Nguyên đang bước vào cao điểm mùa khô. Hiện mực nước trên các sông suối đang giảm nhanh, cục bộ một số nơi đã cạn kiệt nguồn nước. Người dân đang phải đối mặt với một mùa khô được dự báo sẽ rất khốc liệt, ghi nhận tại Đắk Nông. Tận dụng nốt những vũng nước còn sót lại trên suối Đắk Sô, anh Nông Văn Dương phải nối lại các đường ống thành 3 chặng mới đưa nước lên rẫy. Đây là thời điểm cây cà phê đậu trái, nếu không đủ nước tưới sẽ ảnh hưởng đến sản lượng. Việc thiếu nguồn nước tưới khiến người nông dân lo lắng. Năm nay thì hạn hán nó lâu dài quá. Thế là nước không đủ để cho bà con tưới cây. Hiện tại bây giờ tôi phải bơm 3 chặng để tưới cây cà phê. Là chi phí nó có thể gấp lên 3 lần so với mình bơm một chảng. Huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông có hơn 30 công trình thủy lợi trên địa bàn, nhưng mực nước đã giảm sâu so với mọi năm. Riêng suối Đắk Sô là một trong những dòng suối lớn nhất, có đến 3 đập dâng để giữ nước tưới tiêu, đều đang trong tình trạng trơ đáy. Gần 1.500 hectare cây công nghiệp của người dân dọc theo suối đối mặt với hạn hán. Bà con cũng kiến nghị với các cấp là căn cứ vào cái tình hình thực tế nhiều năm thường xuyên bị xảy ra hạn hán ở cuối vụ thì rất mong muốn nhà nước đầu tư các cái công trình thủy lợi để mà tạo cái nguồn sinh thủy, tạo cái nguồn nước cho bà con phục vụ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn. Với cái diện tích trên 53.000 ha cây trồng các loại thì cái nhu cầu nước tưới rất là lớn, nên là cái việc mà điều tiết được nước tưới phù hợp cho cái việc mà sản xuất thì nó mang lại hiệu quả kinh tế cho người nông dân và hạn chế những cái rủi ro nhất định. Công ty khai thác công trình thủy lợi tỉnh Đắk Nông
chỉ đạo thực hiện điều tiết từ ngày 1 tháng 3 là thực hiện điều tiết các cái hồ chứa trên địa bàn huyện Đắc Minh, Đắc Song để bổ sung nguồn nước về tưới cho cây cây trồng dọc suối Đắc Sô, và thời gian điều tiết là rơi vào khoảng từ 12 đến 15 ngày. Dung tích mà tổng khối lượng nước mà điều tiết về suối là từ 300 đến 500 nghìn mét khối, và hiện tại thì dự kiến là khoảng 2 đến 3 ngày tới sẽ về suối Đắc Sô. Dự báo mùa khô năm nay tại Đắk Nông sẽ rất khốc liệt. Hiện chính quyền và người dân nơi đây đang triển khai các giải pháp chống hạn. Tuy nhiên, việc điều tiết chỉ có thể giúp người dân có nước tưới cho cây trồng đến cuối tháng 4. Nếu tình hình khô hạn vẫn xảy ra khốc liệt đến tháng 5, hàng nghìn hecta cây trồng phải chịu ảnh hưởng.